Chào ông bà cô chú đi con. Chào bà cô chú. À. Chào đi, chào cả nhà đi con. Chào cả nhà. Hả? Bánh xe đúng rồi. Đây nè, cả nhà ơi nè, bây giờ ông cháu nè, ông cháu đi xuống đây kiểm tra để mà giao khánh thành cái cây cầu nè cho bà con đi lại nè. Đó, đi nè. Đây nè, hôm nay ông cháu đi nè. Đi khánh thành cái cầu nè. Ở bên trong là tới nên nắm tay với ông nội đi, vô đi. Nắm tay với ông nội đi lại lên. Đi sáng giờ là 6 tiếng hả ông bà cô chú, ơi giờ mới tới nơi á. Tới nơi mà cái đường này xe lớn vô không có được, mình phải đi bỏ xe ở ngoài, mình đi bộ vô bên trong. Đó kìa, cô kìa anh. Chào cô đi. Mấy tuổi rồi? Dạ 2 tuổi rưỡi. Dạ. Đi qua cây cầu à? Dạ. Ôi về con gấu nằm trước nha, con gấu này đó. Đợi nội. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy con gấu không? Gấu đó thấy chưa? Đó là con gấu đó. Đúng không? Đúng không? Đúng không anh? Đúng không? Đúng con gấu không? Thấy chưa? Đó kìa. Ờ, trong này có con gấu. Thấy chưa? Thấy nó canh con chưa? Đúng không? Nó thấy hình súng đó, từ biên hòa súng đó nó canh, nó thấy chưa, gấu miền tây nó thấy chưa, ô gấu lớn được canh đồng đội kìa, gấu có lớn chống đạn vậy kìa, thấy chưa cái này cả nhà ơi hả, cái chị mà dắt mình xuống dưới đây á nói là bà con đợi mình từ 1 giờ trưa á, nên nó là người ta cũng về bớt rồi đó, bây giờ mình tới nơi là cũng 4 giờ chiều luôn rồi, kẹt xe quá trời luôn, từ Sài Gòn xuống kẹt xe quá luôn. Tới dưới cái cầu rồi bà cô chú, thì được mấy chị bên ủy ban xã người ta lắp làm rạp đồ với lại làm băng rôn để người ta khánh thành đó cả nhà. Bà con đợi cũng lâu mà người ta về cũng một số người, tại vì do nắng quá đó cả nhà, mà đợi mình đi kẹt xe đi lâu quá. Bữa nay đi ngày chúng ngày Valentine mà người ta đi chơi quá trời luôn. Kẹt xe đi quên coi như quên không để ý cái ngày chị. À, kẹt xe quá luôn đó, cái cầu đó cả nhà. Thảo quay lại cho ông bà cô chú anh chị và các bạn coi nè, tại vì mọi người cũng đóng góp để xây dựng cái cầu á. Dạ bên đường xuống anh ơi, quay tranh thủ chạy xuống chút anh. Anh ơi rớt vậy lên lẹ lẹ anh ơi, mắc cỡ nữa đi ra ngoài gì. À, rồi anh đi thử cầu với ông nội nè, ông bà cô chú ơi. Cái cầu cứng không con? Cứng không? Anh ơi, anh con thấy cầu có cứng không? Thấy cái cầu này cứng không? Đẹp không? Đẹp không? Cứng. Đẹp không? Cứng. Màu sắc. Đi. Cái cờ màu sắc đi xuống dưới đây nè con. Đi xuống. Xuống đây nha. Nội đi ra. Đó, ông bà cô chú ơi, thì cái cầu này là hôm bữa là nó chỉ có 1m8 thôi, thì mình làm ra là thành 3m. Đây mình làm ra là 3m nè, hiện tại là kích thước của nó là 35 x 3m. Đó, đây là gọi là cầu giao thông nông thôn nha cả nhà. Đó, mình tới là ông bà cô chú là với lại mấy anh chị ở trong phường xã là người ta đã treo lên cái bảng khánh thành, đợi mình tới khánh thành thôi. Cái cầu bây giờ là bà con người ta đi qua lại dễ dàng hơn cái cầu hồi xưa nhiều á. Hồi xưa là nó cũng bị gãy hai bên đây nè cả nhà, nên nó đi rất là nguy hiểm, buổi tối là em bé hoặc là ai mà người ta đi về người ta cũng hay bị té lắm. Anh thích bé có chừng té anh ơi. Dài của cái cầu là 35m ha, ngang 3m. Anh lại đây. Đây đây con. Nè. Đó, bà cô chú chuẩn bị là làm lễ khánh thành nè. Bánh này là bánh thẩn phải không? Bánh bông lan. Bánh bông lan mà. Bánh thẩn của miền Trung quá ha. Làm gì? Đứng dậy phủi tay con. Cái là
Cái đó dơ rồi bỏ phủi tay đi con. Vi khuẩn không mà, không phải của mình, dơ rồi con bỏ đi. Bỏ đi anh. Của người ta, bỏ đi, dơ. Phủi tay đi, phủi tay. Phủi tay sao? Cũng nắm được cái nhu cầu của bà con ở ấp Sờ Lơ thì cái cầu hiện tại á, thì xuống cấp thì không có thể đi lại được và cũng gây cái nguy hiểm cho bà con. Thì nắm được cái nhu cầu như thế thì ở về phía địa phương cũng có trao đổi với là em Phan Nguyễn Ngọc Thư là đơn vị kết nối với là nhóm của Thảo Anh để hỗ trợ kinh phí để xây dựng cái cầu. Thì qua thời gian là 2 tháng được khởi công và tiến hành xây dựng thì tới thời điểm này cầu cũng đã cơ bản hoàn thành để bàn giao và đưa vào sử dụng cho ấp Từ Lơ và bà con ở đây sử dụng. Thì hôm nay chủ ủy ban xã cùng phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ xã cũng tiến hành tổ chức cái lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn. Cái buổi lễ hôm nay thì về phía ủy ban xã thì tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí là Trần Thị Dũng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Về phía đơn vị tài trợ thì xin trân trọng giới thiệu là gia đình của em Thảo Anh. Dạ. Cùng là đơn vị tài trợ cầu với số tiền là 200 triệu đồng. Thì tới dự buổi lễ nữa thì gồm có chú Tám Hồng, cựu chiến binh, hội cựu chiến binh ấp, thì cô hội phụ nữ của ấp, cô là hội viên của hội phụ nữ ấp cũng đến dự buổi lễ hôm nay. Đặc biệt nữa là có sự góp mặt của quý bà con ở ấp Sờ Lơ cũng đến dự đông đủ chúng ta, góp phần cho chúng buổi lễ chúng ta thêm phần quan trọng thêm. Thì để tiếp theo chương trình thì xin mời ba nói đi ba. Xin mời đại diện của gia đình Thảo Anh đi có đây là phát biểu tại buổi lễ. Xin trọng kính mời. Rồi thì kính thưa anh chị em làm việc ở tại địa phương cũng như là kính thưa bà con cô bác cũng như là các anh chị, thì theo tinh thần thì gọi là lá rành đùm lá lách á, thì gia đình mình thì mấy con nó tổ chức làm cái việc như thế này thì mình làm cha thì mình cũng là rất là vui, lúc nào cũng động viên cho con để làm được cái gì thì tạo cho bà con được cái gì đó thì tạo thêm cái niềm hạnh phúc đó. Thì hôm nay cha con cũng vượt đường xa tới đây để mà bàn giao cái cây cầu này lại cho bà con địa phương mình xử lý. Và cũng rất mong bà con làm cái cảnh giác, tại vì cái cầu thì nó nhỏ, chắc chắn cái cầu này nó không phải là cái chất lượng cao cấp, mình gọi là tạm thời thôi, để mình có mình giải quyết để mà cho bà con trong cái khó khăn. Thì mình cũng phải cảnh giác lại những cái xe cộ mà khi nó quá tải qua đó, rồi không khéo là nó gặp những cái chuyện rủi ro lớn nữa. Thành thử ra cũng nhờ chính quyền địa phương mình hỗ trợ rồi cái ý thức cao cho bà con ở đây đó. Thì hôm nay mình làm được cái việc như thế này thì cũng rất là cảm ơn chính quyền địa phương và cũng như là cũng có sự góp mặt của bà con ở đây và các anh em ở đây. Rồi tôi mình cũng xin hết lời. Xin cảm ơn những cái lời phát biểu rất là quý báu của đại diện mạnh thường quân là nhóm của gia đình Thảo Anh. Thì để gửi lời cảm ơn cũng như là cái sự hỗ trợ quý báu của mạnh thường quân thì mời anh em trưởng ban dân ấp thì cũng do có công việc bận cho nên cũng đến trễ. Thì sẵn đây trên trên vô đứng với ba đi con, cũng như là bà con ở đây có lời phát biểu tại buổi lễ nha. Nói vài câu không xã này có duyên với gia đình của chú Tám đó chứ. Rồi tiếp theo thì để ghi nhận cái sự đóng góp của gia đình của Thảo Anh thì đối với địa phương thì chủ ủy ban xã cũng có gửi thư cảm ơn đối với gia đình Thảo Anh. Thì mời chị Dũng lên cao có thư cảm ơn đối với gia đình. Dạ đây à. Anh qua với ba đi rồi mẹ cho. Nhà mẹ cho lại lớn, lại lớn. Kìa cô cho con gì kìa.
Để cho nó chế chị đi. Cầm vô, uống vô, ôm vô. Rồi. Cầm vô, 1, 2, 3, nhìn mẹ kìa. Nhìn mẹ cười, cười. Cười. Cười, đó. Nhìn mẹ nè. Nhìn ghế, nhìn ghế này, nhìn. Kiếm con gấu nãy giờ thấy chưa? Rồi, cũng cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị và cảm ơn cả mọi người rất là nhiều. Trước thì cho cái nhà, xây cái nhà cho vợ chồng ông gì đó, mình xuống thấy cũng nước mắt đó chưa? Dạ bây giờ là bắt đầu cúng xong rồi mình sẽ khánh thành luôn á cả nhà. Tại mình đi xuống hơi trễ nên nó cũng tội nghiệp bà con đợi lâu. Bây giờ là bà con với đi tham quan hết cái cầu á cả nhà. Bà cô chú bây giờ là mọi người sẽ đi tham quan hết cái cầu. Ở đây là cái cầu hôm bữa lúc mà mình chưa làm là nó cận cái sông này lắm. Mà ở đây là hộ dân nhiều mà trẻ em nhiều lắm, đi học qua lại rất là nhiều luôn. Mà hôm bữa cái lan can này không có luôn nè bà cô chú, nên là rất là nguy hiểm. Đôi khi là mình làm được cái cầu này mình rất là mừng luôn. Với lại tối nay là Thảo về, Thảo sẽ thống kê hết số tiền tất cả của các mạnh thường quân ủng hộ cái cầu này lại thêm một lần nữa. Và cái số tiền Thảo đã chuyển khoản như thế nào Thảo cũng up lên hết cho mọi người để tổng kết một lần luôn, cho cả nhà mình biết là khi mà mình ủng hộ thì số tiền nó có đến tay mạnh thường quân hay không nha cả nhà. Với lại nó có đến mục đích đúng không nha. Mẹ ơi, cũng có mẹ. Anh đi cầu anh thích không? Ồ, thôi anh đừng có phá nha. À, cái cầu này lúc trước là khoảng mét 2, mét 3 hả chị? Có ai té không chị? Có ai đi về té không? Có chứ. Có cái chú nào chạy qua đây nè, cái nó gãy cái lan can hết á, chú băng xuống đó luôn. Cái bà con ở đây phụ giấc lên. Mùa mưa ở đây đi té chứ còn mùa mưa mà. Yeah. Mùa mưa chỉ có một mét, khoảng 1m2 thôi cả nhà. Thảo nói lộn là 1m8. Chỉ có 1m2 thôi. Thì giờ mình làm ra 3m thì rộng cho bà con đi. Lặn lấy xe. Dạ, ý là người ta vớt lên giùm ha cô. Vớt lên giùm. Người thì không sao đúng không? Người không sao. Bị sốc rồi ở đây ấy chỗ này chút à. Ờ. Cái này mà đi nhậu về mà nói dạ đó bây giờ là học sinh đi học về nè cả nhà, tại vì cái đường bên đây đi qua học sinh đi học rất là nhiều luôn. Mấy bé đi học về an toàn không, rồi có thể vui khỏe đi vui vẻ trên cây cầu, mình nhìn thấy mình cũng hạnh phúc nữa bà cô chú. Không có cầu bông gì hết. Cảm ơn rất nhiều các mạnh thường quân luôn á đã ủng hộ để làm cái cầu. Thảo cứ nghĩ là sẽ xin không có đủ số tiền 200 triệu đâu, nhưng mà khi xin đủ rất là mừng luôn. Nhưng mà Thảo và gia đình xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân nha. Trước hết là các mạnh thường quân đã ủng hộ để hoàn thiện được cây cầu như ngày hôm nay. Đó là cái công rất là lớn của các mạnh thường quân. Đó, còn vợ chồng Thảo với gia đình chỉ đóng góp một phần nho nhỏ thôi. Còn Thảo cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân, ông bà cô chú đã luôn sát cánh đồng hành với gia đình Thảo, với lại vợ chồng Thảo để mình đóng góp để mình xây dựng được nên cây cầu như ngày hôm nay. Với lại từ Biên Hòa mà xuống dưới Trà Vinh nó sẽ xa hơn từ Sài Gòn xuống Trà Vinh đó cả nhà, vừa kẹt xe nữa nên là xuống đây hơi trễ. Đợi mẹ xíu nha. Nên mình xuống dưới đây là tầm 4 giờ chiều luôn á cả nhà. Nhưng mà cũng may mắn là mình đã hoàn thiện và làm lễ khánh thành xong để cho mọi người có thể đi lại. Với lại mình cũng làm xong cái lễ đó là mình sẽ tổng kết tiền, tất cả các tiền mà các mạnh thường quân đã ủng hộ. Rồi những cái mục mà Thảo chuyển khoản mà để cho anh Thợ làm á thì Thảo cũng sẽ kê khai rõ luôn. Đó, tại vì Thảo không có làm cái quỹ riêng á cái cả nhà. Nên là mình xin đúng 200 là đúng 200, không có dư. Còn thiếu thì mình sẽ bù.
đó, nên đó là thường là Thảo không có làm cái quỹ riêng, nên là cái chương trình nào là Thảo chấm dứt ngay cái chương trình đó luôn, còn tiền là Thảo cũng sẽ kê khai rõ ràng luôn. Tối nay về là gia đình Thảo cũng sẽ tổng kết lại và kê khai rõ ràng cho các ông bà cô chú với Mạnh Thường Quân đã luôn theo dõi và ủng hộ mình, đồng hành cùng mình để biết được cái tiền của mình tới đâu nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, nhìn cái biển là mình thấy cũng thấy vui nữa. Nhưng một cái điều là cũng người ta cũng bà con nó cũng rất trân trọng cái công sức của mình bỏ ra. Đó, dừng ở đây. Cái đây là cái trường hợp mà cũng mình cũng vô tình biết tới trong cái đợt mà mình đi khánh thành cái cầu này luôn á. Thì cô này là cái nhà cổ cũng đã được từ thiện cho nè cả nhà. Cái xe này không dám để lại sợ biết tới bằng. Thì cô, trường hợp của cô này á cả nhà, thì cô nuôi hai đứa cháu, mẹ của bé là bị ung thư chết, còn ba thì bị tai nạn á cả nhà. Thì một mình cô nuôi hai bé, bé này học lớp 5. Con tên gì? Một người chị học lớp 8. Kim Thị Thanh Ngân. Kim Thị Thanh Ngân cả nhà. Thì hôm nay là khánh thành thì cô cũng phải cô phụ mọi người á, thì cô cũng nghỉ ngày hôm nay á để phụ làm khánh thành cái cầu. Rồi bé thì cũng đi học là đi bộ xe đạp. Đi học thì đi bộ, mà đi từ chỗ đó tới đây là cũng 30 phút đó cả nhà. Cái trường học cũng rất là tội nghiệp luôn. Rồi hai đứa hả cô? Đại, bé này với ai nữa? Chưa. À, bên một bé nữa đi học nữa. Rồi ba mẹ bé mất lâu chưa cô? Rồi đó là bé này mới có 10 tháng. Rồi bé kia 5 tuổi. À, vậy là có bé kia lớn hơn bé này? Dạ. Bé kia 5 tuổi, bé này 10 tháng mà tôi nuôi tới giờ. Từ nhà cô Tiên cũng cho hỗ trợ cho chút đỉnh mà không nhớ. Chị Tiên là cái chị ở dưới phường xã đây kêu gọi giùm thì cũng đủ cho bé đóng, kiểu như là mua tập vở học thôi. Còn tiền học là mình có tốn tiền học không cô? Tốn... Một năm bao nhiêu tiền học cô? Một năm vậy. Rồi, dạ. 100 mấy ngàn. Mà không có đủ tiền mà phải đi vay mượn, cứ đi vay chạy đi mượn tiền nữa. Rồi tiền sách vở nữa phải không con? Dạ. À ok, thì Thì không đủ rồi, nó bệnh em tôi kiếm người ta hết 2 triệu để chị bệnh cho 2 triệu em nó. Dạ. Đi nằm bệnh viện mà cái tôi kiếm nợ người ta hết 2 triệu. Bây giờ tôi đi mượn cái tôi móc thì được 100 ngàn, tôi ăn 50, tôi chờ 50. Thôi bây giờ con không có nhiều, nhưng mà con bắt đầu từ năm nay con sẽ lo cho bé tiền đóng tiền học và tiền sách vở cho bé hàng năm. Con sẽ gửi xuống đây cho cô là tiền học của bé và tiền sách vở cho bé, cho bé ăn học đàng hoàng. Nếu bé học giỏi, nếu mà bé chịu bé học giỏi, sau này bé đôi vô đại học lên Sài Gòn học, hoặc là học ở bất cứ nào, con sẽ hỗ trợ cho bé 4 năm đại học nữa để cho bé ra trường. Đó là cái lời cam kết của con. Nhưng mà cô phải cho bé học tới nơi. Cô phải cho bé học tới nơi tới chốn. Nghỉ ngang nha cô. Tại vì nó học học sinh xuất sắc thôi, nhỏ lớn tôi tính cho nghỉ đâu cái phụ mần. Bây giờ nó nói nó còn nhỏ mần không ấy. Đúng rồi. Ừ, để cho nó học, để cho nó có cái tương lai. Thì thôi con thì không có gì, nhưng mà con sẽ cam kết, con hứa là tiền học và tiền sách vở của bé Ngân à, con Ngân, hỗ trợ hàng năm. Vô đây lấy giấy khen cho mấy cậu coi, mấy cô coi đi con. Này thì mấy cô nói là ở bên chùa đó thì thầy cũng xin kêu cho bé, để kiểu như ai mà người ta không có con, người ta xin gì người ta nuôi á, mà bé nói là bé không có chịu, bé nói là có một mình hai chị em lớn rồi, bà ngoại á muốn là ba mẹ mất rồi, bé muốn báo hiếu cho ông bà nên bé không có muốn đi. Có mình cô hả, còn chú đâu con? Mấy năm cũng thôi nhau mà mấy năm cũng nhậu nhẹt không phụ lo, rồi nhỏ này nằm liệt được thổ rồi ông lo ơi, chứ nó nói con chết đi thì mẹ giết cha thôi, ở kia tao anh ơi, con vô đây ba anh ơi. À. Thôi vậy cô ráng lo cho bé nó đi học. Có gì rồi cái tiền học về con hỗ trợ cho. Học lớp mấy rồi con? Lớp 5 rồi hả? Lớp 5 mà quá trời giấy khen vậy hả ta? Đây em có chú ơi. Hoàn cảnh thì khó khăn nhưng mà học rất là giỏi nè. Đó. Học sinh xuất sắc luôn. Rất là đáng
đáng để trân trọng cái bé này, tại vì gia đình như vậy, hoàn cảnh như vậy mà học rất là giỏi. 5 năm là xuất sắc. 5 năm xuất sắc hết thì con hứa, con cam kết là con sẽ tài trợ cho bé học đến hết lớp 12. Nếu bé tiếp tục học và ra khỏi đại học thì con sẽ nhờ chị Tiên. Em cầm hứa với cô là em sẽ lo hết tiền học phí cho bé từ đây cho tới học lớp 12. Và đồng phục thì cứ mỗi năm bao nhiêu chị ứng ra giùm em. Chị qua chị giúp bé giùm em, cầu nối giúp em. Em chuyển khoản cho chị đi. Nếu mà em xuống được á, có dịp em xuống thì mình gặp nhau, còn nếu không thì em chuyển khoản em và chị gửi đến cô giùm em. Rồi, ráng thúc đẩy cho bé đi học. Rồi nếu bé có khả năng vào đại học, nếu bé vào đại học và bé chịu học thì vợ chồng em sẽ lo cho bé 4 năm đại học. Thà em không giúp, nhưng mà một hoàn cảnh nào giúp thì em muốn giúp cho nó tới nơi tới chốn. Cũng chúc cho hai vợ chồng cũng được bình an, dạ, gia đình được hạnh phúc. Ngày cũng chúc mình cho, dạ rồi, được hạnh phúc và gặp hai phát tài đi. Rồi bây giờ vợ chồng con cũng gửi thôi cho bé ít để cô trả cái tiền viện phí cho bé nằm viện nha. Dạ. Thôi vợ chồng bây giờ vợ cô chú á, lì xì cho con với chị. Thứ nhất là để mua cái gì ở nhà ăn, rồi lo đồng phục học phí nha ông con. Ráng học giỏi. Trong đi học á, thiếu cái gì cứ nói với cô Thư, nói với cô Tiên. Cô Tiên nói với chú thì chú với cô sẽ giải quyết cho con. Mà phải hứa với chú là cố gắng học nha, đừng bỏ học. Tương lai của con, tương lai của bà ngoại con và tương lai của chị con quyết định vào cái sự cố gắng học tập của con á. Nha không? Dạ. Ừ. Ngoan quá. Rất là xinh gái luôn. Mai cô mai cô gai sắm cho bé nó đôi dép mới cô. Nha. Người ta cho thì cái tươi cười cho sạch cho đi học vậy đó. Mới đi mới. Cô Tiên đòi đi giường người ta cũng cho nè. Chú về chú gửi xuống mấy cái áo thun cho bận. Chú ở nhà chú có bán á. Chú gửi cho. Mà phải ráng học nha không? Dạ. Học giỏi á. Mới kiểm tra điểm được 10 điểm á cô Tiên. Mừng lắm. Tôi chạy lên. Đó. Con nhỏ này. Dạ bà cô chú ơi, thì clip cũng dài rồi. Cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi và đồng hành cùng gia đình mình nha. Ông bà cô chú thương gia đình mình, như cái gia đình mình kế bên cái tên có một cái chuông, ông bà cô chú bấm vô để cho gia đình mình xin một nút đăng ký nha. À, cảm ơn bà cô chú và anh chị các bạn. Bye bye. Coi chừng xe lại. Rồi.